huyện có 2 hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp đang hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012. 4 hợp tác xã thực hiện chuyển đổi từ hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sang hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012. 19 hợp tác xã được thành lập mới theo luật hợp tác xã năm 2012. Các hợp tác xã đều hoạt động hiệu quả, phát huy tốt những lợi thế của hợp tác xã để áp dụng vào thực tiễn. Từ năm 2018 đến nay, một số hợp tác xã mới thành lập đã áp dụng phù hợp với xu hướng, điều kiện hiện tại của Kiến Thụy, như hợp tác xã Thụy Hương, hợp tác xã Thái Sơn, xã Tú Sơn. Các tổ hợp tác cơ giới hóa đồng bộ tại Ngũ Phúc, Đại Đồng, Thuận Thiên. Thông qua hợp tác xã, các hộ thành viên có điều kiện tham gia được hỗ trợ của chính quyền của các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhờ đó thu nhập của người lao động cũng như các thành viên được nâng lên đáng kể, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, Kiến Thụy cũng đã mạnh dạn lấy OCOP làm hướng đột phá, tạo được chuyển biến về hiệu quả hoạt động của hợp tác xã. Một số sản phẩm OCOP của huyện được thành phố công nhận đạt hạng 3 sao như gạo ruộng rươi, sản phẩm đạt hạng 4 sao là cá mòi kho làng chài. Năm 2020, đánh giá xếp hạng cho 6 sản phẩm: mật ong, cá mòi viên, sườn sụn sốt cà, pate cá mòi, cá ngừ kho, giò heo nấu giả cầy. Bên cạnh đó, một số sản phẩm đang xây dựng phát triển thương hiệu như gạo nếp Tân Trào, bánh đa Đông Phương, chả cá chạy đại hợp, nước mắm quần mục. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, ngành nông nghiệp của huyện có bước phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội chung của huyện, với cơ cấu kinh tế nội ngành được chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị 1 hectare canh tác ngày càng tăng, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2020 ước đạt 51,65 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện năm 2019 còn 1,12%, giảm 9,76% so với năm 2010. Với 17 trên 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Kiến Thụy phát trên sóng FM tần số 94,3 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung công văn chỉ đạo của huyện về việc tăng cường chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại, bảo vệ sản xuất vụ mùa năm 2020. Thời gian qua, điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho các trà lúa làm đồng, trổ bông. Đến nay, diện tích lúa trổ ước đạt 2.200 ha, bằng 70% diện tích gieo cấy. Diện tích còn lại trổ từ nay đến đầu tháng 10, tập trung nhiều tại xã Tân Trào, Đại Đồng, Đoàn Xá, Ngũ Phúc. Hiện nay nông dân các địa phương đã tập trung phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7, sâu đổ thân 2 chấm, bệnh đạo ôn gây hại cổ bông các trào lúa mùa theo chỉ đạo của huyện và thông báo hướng dẫn của trạm trồng trọt bảo vệ thực vật. Kết quả kiểm tra đồng ruộng cho thấy một số đối tượng sâu bệnh đang phát sinh gây hại lúa mùa, khả năng gây ảnh hưởng đến năng suất lúa nếu không được tập trung chỉ đạo hướng dẫn phòng trừ kịp thời hiệu quả. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 trên diện tích lúa chưa chỗ và độ sâu non phổ biến từ 30 đến 40 con trên mét vuông, nơi cao 70 đến 80. Này, còn quyết định sang Nhật theo thằng Dũng qua công ty cổ phần phát triển nhân lực kỹ thuật cao và du học Nhật Thành đấy à? Còn lựa chọn nào tốt hơn nữa bố? Nhật Thành là công ty uy tín, trách nhiệm trong lĩnh vực du học và xuất khẩu lao động sang Nhật đấy bố ạ. Tư vấn viên thì nhiệt tình, thủ tục đơn giản, chi phí đúng theo quy định nhà nước mà lại hỗ trợ người lao động 24/24. Còn tìm hiểu rồi, công ty này luôn có đơn hàng phong phú với nhiều lựa chọn, mức thu nhập hàng tháng từ 20 đến 30 triệu đấy. Nhưng còn có biết tiếng Nhật như thằng Dũng đâu. Ôi, chuyện nhỏ bố ơi, Nhật Thành có tổ chức đào tạo tiếng Nhật theo chương trình biên soạn riêng với 50% giáo viên bản ngữ, song song học giao tiếp, còn có đào tạo ngoại ngữ công xưởng và đào tạo tay nghề nữa. Ừ, thôi mày sang đấy, có anh có em, bố mẹ cũng yên tâm. Không những có anh có em mà còn có Nhật Thành nữa bố ạ, cực kỳ yên tâm. Công ty cổ phần phát triển nhân lực kỹ thuật cao và du học Nhật Thành. Hotline 0948 388 988, trụ sở chính 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Đài Kiến Thụy hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.